Dạ, xin chào các anh ạ, đến với video số 130 của kênh Đồ Câu Toko Japan nha. Hôm nay em vẫn lên cho mình một ít máy đứng nha. Cần thì sẽ có cần rút dây trong ha, và cần ráp khúc dây trong luôn nha mấy anh. Hôm nay lên toàn bộ là cần lua cho mình luôn ha. Cần lua 2 khúc và 3 khúc luôn ạ. Cuối clip sẽ có một cây Shimano Z1 rất là đẹp luôn nha mấy anh. Đấy, phiên bản giới hạn luôn ha, hàng sưu tầm. Em lên phụ kiện trước nha mấy anh. Phụ kiện mã số 1 thì đợi đến mấy anh là thẻo câu bè nha, mini ha, câu cá tráp, cá hành, cá đối, cá dìa nha. Một combo như này thì gồm là 20 dĩ nha, rất là nhiều luôn ạ. À, mình mua một combo mình xài rất là lâu, rất là ngợi nha. Một dĩ như này gồm hai thẻo nha, mỗi thẻo là 5 lưỡi nên trong đây nó có 10 lưỡi nha, 2 4 6 8 10 nè. Đấy, một combo như này rất là nhiều thẻo nha. Combo mã số 1 em bán với giá là 100k, mã số 1 100k nhé. Số 2 ạ, là một thẻo câu cá biển nha mấy anh. Đó, có gắn sẵn lông kim tuyến cho mình ha. Đấy, rất là nhại mồi nha. 2 4 6 8 10 ạ. Một combo như này là gồm 10 dĩ nha. Đấy, lưỡi nha, có mụn mụn một thẻo là gồm 5 lưỡi thì 1 2 3 4 5 nha. Combo mã số 2 em bán với giá là 100k luôn ạ. Mã 2 100k. Mã số 3 ạ, gửi đến mấy anh là một cước đa qua nha. Cước 3.0 ha, đường kính thì tầm khoảng là 0.285 mm nha. Một hộp như này là gồm 200 m nha, hàng chính hãng nội địa Nhật nha mấy anh. Made in Japan cho mình đây ha. Cước rất là mịn, chống xoắn dây và chống mài mòn dây luôn nha, dẻo dai cho mình luôn ạ. Một hộp như này thì em bán với giá là 130k, gồm 500 m nha, rất là nhiều nha mấy anh, 500 m lận ạ. Mã số 3 130k. Mã số 4 là cước đến từ nhà Tim Daiwa nha. Đấy, cước này là cước 0.3 mm ạ. Tải cá thì tầm khoảng 7 kg ha. Một cuộn thì tầm khoảng là 100 m, cái này là 3 cuộn nha, là 300 m ạ. Em bán với giá là 100k thôi ạ. Mã số 4 100k. Mã số 5 ạ. Số 5 thì em có cước Mỹ nha. Cước Mỹ thì là cước 0.45 mm. Tải cá tầm khoảng là 22 kg ạ. Một hộp như này tầm khoảng 130 m đây. Combo 2 cuộn nha. Combo 2 cuộn như này là tầm khoảng là 260 m, em bán với giá là 130k thôi ạ. À, 130k cho cái cước này nha. Đấy, một combo 2 cuộn tầm khoảng là 260 m. Rồi em hết phụ kiện rồi, em qua máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 thì gửi đến mấy anh một con máy đến từ hãng Suzumi, cối là hợp kim, cái cối rất là dày nha, thân là carbon cho mình luôn. Xây thực thì tầm khoảng là 1000 ạ. Ratio là 5 chấm nha. Bầu cước số 1.5 là được 160 m, cước số 2 là 130 m và cước số 3 là 80 m nhé. Xây thực là 1000. Con này là lua ok nha mấy anh, ratio rất là cao ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt mượt mà luôn. Con lăn còn sáng trưng ha, con lăn phủ màu vàng ron rất là đẹp. Tay quay dạng cán gỗ luôn nha, rất là đẹp này, hoạt động này. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình hết luôn nha. Máy mã số 1 em bán với giá là 200k nha, hàng Korea xuất Nhật cả, 200k cho con máy này. Mã số 2, một con máy chuyên lua ratio 5.2. Đấy. Bao cước 1.8 là được 150 m, cước số 2 là 130 và cước số 0.25 là được 90 m nha. Con máy này nó cái đặc biệt là chạy với 8 bạc đạn nha mấy anh. Đấy. Cối là hợp kim, thân là carbon nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt mượt mà nè, con lăn sáng. Đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy bình thường này. Ok, chốt chặn đầy đủ hết nha. Đảo chiều. Con máy mã số 2 em bán với giá là 200k, 250k cho con máy này nhé. 250k cho con máy xây thực 2000 này ạ. Con máy mã số 3 là một con máy đến từ hãng Olympic nha mấy anh. Đấy, Spinky ha. KX600 nha. Bầu cước 1.5 là được 130 m, là cước số 2 100 m và cước số 3 là 100 m nhé. Xây thực thì tầm khoảng là 1000 ạ. Con ratio là 5.1 nha, lua mương lua suối hay ha, ao hồ gần nhà đều được luôn nha mấy anh. Đấy, cái phôi carbon rất là chắc chắn nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt mượt mà ha, con lăn sáng. Đổi tay quay trái phải đều được, hàng Korea xuất Nhật ạ. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đầy đủ nè, đảo chiều ha. Con máy mã số 3 em bán với giá là 180k, giá hạt rẻ cho mình luôn nha. Thường thường con máy này đó là bán với giá là 250 ha, hôm nay em sale hết luôn nha mấy anh, 180k. Mã số 4, một con máy hợp kim nguyên khối nha, đến từ nhà Ryobi, máy chạy với bạc đạn luôn, DX100 ha. Con này ngoại hình của nó còn đẹp lắm nha mấy anh, tay quay này đó, thông số còn đầy đủ hết nha, chưa bị mờ nhạt gì đâu nhé.
Con này Ratio là 4.8 ạ, vào cước số 2 là được 160m, cước số 3 là 120 và cước số 4 là 90m nhé. Xây thực là 2.000. Mô binh sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gạt mượt mà. Con lăn ha, đổi tay qua trái phải đều được. Hàng nội địa Nhật nha mấy anh, nồi đồng cối đá tại siêu bền siêu khỏe cho mình luôn nhé. Đảo chiều chốt chặn đầy đủ ạ. Đấy, tiếng E khi kéo cá nè, nhẹ nhàng nghe rất là đã ha. Con máy mã số 4 em bán với giá là 190k thôi ạ, 190k cho con máy này nhé. Mã số 5, một con máy Daiwa Spinter nha, XT. Con này xây thực là 2.000 ạ, phần cước số 2 là được 220m, cước số 350 và cước số 4 là 100m nhé. Full carbon kháng mặn tốt cho mình luôn. Đấy, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt mượt mà, con lăn sáng trưng luôn nha, đổi tay qua trái phải thì được. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Tiếng E khi kéo cá này. Con máy mã số 5 em bán với giá là 180k, mã số 5 180. Mã số 6, Shimano GT1000 ạ, xây thực là 2.000 nhá. Còn cước số 2 là được 160m, cước số 3 110 và cước số 4 là 90m ạ. Máy chạy với 3 bạc đạn luôn nha mấy anh. Mấy con máy này thường giật khỏe ha. Mô bin sóng này, cần gạt này. Đấy, con này thì đổi tay qua trái phải đều được luôn. Hàng Korea xuất Nhật ạ, chốt chặn đầy đủ đảo chiều luôn nha. Cái tem nó in logo nổi nhìn rất là đẹp nha mấy anh. Con máy mã số 6 em bán với giá là 300k, mã số 6 300. Mã số 7, con máy Ryobi. Này, Ryobi Rapid nha. Con này vào cước số Ratio là 4.6 ạ, máy chạy với bạc đạn luôn. Vào cước số 0.3 là được 220m, 0.35 150 và cước 0.4 là 130, xây thực thì tầm khoảng là 3 cho tới 4.000 nha mấy anh. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn, cần gạt đây, con lăn ha, đổi tay qua trái phải đều được. Con này hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh, hàng chi cái phôi nó cầm rất là chắc chắn nha. Đấy. Đây, hàng nội địa Nhật ạ. À. Con máy mã số 7 em bán với giá là 250k nha, 250k cho con máy này ạ. À. Mã số 8, một con máy Philbin đến từ nhà Alpha Seco nha. Máy chạy với bạc đạn, xây thực là 5.000, vào cước số 4 là được 200m, cước số 5 100 và cước số 6 là 120 nha. Con này về ngoại hình nó hơi xấu nhưng mà cái hoạt động nó còn rất là êm mượt nha. Do là chủ cũ họ kiểu như là bảo quản không có kỹ á, nên nó bị trầy xước nha mấy anh. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À. Ratio là 4.5 nha. Đấy, hoạt động máy này, máy chạy rất là êm mượt nha, còn rất là êm mượt ạ. Đảo chiều chốt chặn đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy mã số 8 em bán với giá là 220k cho con máy này nha, xây thực 5.000 ạ, 220k. Mã số 9 ạ, là một con máy đến từ dòng Long Scat nha, Silta EF60 ạ, Ratio là 4.1 nha. Con này xây thực thì tầm khoảng là 5.000 ạ, 5.000 nha. Đấy. Con này full carbon nha, kháng mặn tốt cho mình luôn ha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt đây. Con lăn ha, đổi tay qua trái phải đều được ạ. Hàng Korea xuất Nhật luôn nha mấy anh, cái phôi carbon của Korea thì khỏi phải chê rồi ha. Đấy. Máy hoạt động rất là khỏe luôn nha. Con máy mã số 9 em bán với giá là 280k, xây thực 5.000 nha. 280k thôi cho con máy này ạ, cái phôi cầm rất là chắc tay. Mã số 10 là một con máy đến từ hãng Suzumi, Mobin tỉnh nha mấy anh. Máy cối chết ha, nhưng mà cối nông luôn nha. Con này xây thực thì tầm khoảng là 6.000 ạ. Ratio là 4.0 nha. Còn cước số 6 là được 180m ạ. Ngoại hình tổng thể thì còn tầm khoảng là 80% nha. Con gạt mượt mà này, con lăn sáng nha. Cối chết là không có xả cước ra được nha mấy anh. Cá đóng bằng chết lâu vào bờ đó nha, không có xả cước ra được đâu ạ. Hoạt động máy này, máy hoạt động rất là ok nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình ha. Con máy mã số 10 em bán với giá là 250k nha, do ngoại hình của nó còn tầm khoảng là 80 nha, cái máy vẫn còn tốt nha. 250k cho con máy này thôi ạ. Rồi em hết máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì gửi đến anh một cây cần đến từ hãng Alpha Seco nha. Bát là bát Fuji cho mình nha. Cây cần này rất là gọn nhẹ, chỉ có 118g thôi. Ngọn của nó là 2 ly ha. Cây này nó có chiều dài là 2m1 ạ. Độ cứng là 10 nha. Đấy, độ cứng 10 nha mấy anh. Cái phôi carbon màu ánh tím còn rất là đẹp này. Hàng Korea xuất Nhật ạ. Korea xuất Nhật nhé. Đấy, rất là đẹp ha. Tem còn đầy đủ hết cho mình nè.
một cây cần rút dây trong nha mấy anh, cần rút dây trong mà còn cái nắp đầy đủ cho mình luôn ạ. Cái ngọn của nó là 2 ly nha, trọng lượng chỉ có 118g thôi ạ. Đấy, cái đầu bu lỗi sứ còn rất là đẹp ha. Đây, ngọn 1.8 ly nè. Cái phôi nước sơn còn rất là đẹp nha mấy anh. Còn sáng trưng cho mình luôn nhé. Chiều dài là 2m1 ạ. Độ cứng 10. Cái cân mã số 1 em bán với giá là, để em xem nào, 150k cho cây cần mã số 1 này nha mấy anh. Chiều dài 2m1, độ cứng là 10 nha. Đến từ hãng Alpha Techco ha. Còn dây đầy đủ hết cho mình nè, 550k. Đến với cây cần mã số 2 có chiều dài là 5m25 nha, hàng Indonesia nha. Đấy, xuất Nhật ha. Độ cứng là 2 nha. Còn nắp chụp đầy đủ hết cho mình luôn nha mấy anh. Cây này là đến từ hãng Shimano ạ. Đấy. Trọng lượng là 249g ạ. Ngọn là 2.9 ly nha. Bát là bát Fuji cho mình nha. Một cây ISO ha, một cây ISO dây trong. À, đến từ hãng Shimano ạ. Ngọn của nó là 2 ly 9 nha mấy anh. Ngọn 2 ly 9 ạ. Phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, rất là đẹp nè. Cái phôi còn rất đẹp ha, chính hãng Shimano, đến từ hãng Indonesia xuất Nhật ạ. Cái phôi còn rất là mới luôn nha mấy anh, chưa có bị xước dăm gì luôn á, chỉ có cái thân ở ngoài của nó thôi là bị xước dăm thôi, nhưng mà cái lóng còn rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Cái con mã số 2 chiều dài 5m25, độ cứng 2 ạ. Em bán với giá là 690k cho cây cần ISO này nha mấy anh. Cây cần ISO rút dây trong nha. Đấy, ISO rút dây trong ạ. 690k nhé. Đây, 690. Đến với cây cần mã số 3 là một cây cần dây trong nhưng mà là ráp khúc nha mấy anh. Đấy, chiều dài là 2m1, độ cứng là 20 nha. Đấy. Bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Đến từ hãng Tactic Enjoy nha. Tactic Enjoy cho mình ạ. Trọng lượng là 127g ạ. Ngọn là 2.1 ly cho mình nhé. Tem còn đầy đủ, cái phôi còn rất là mới nha. Đấy. Ngọn đây. Ngọn này là ngọn 2 ly 1 nha. Cây cần mã số 3 ạ. Em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé. Chiều dài 2m1, độ cứng 20. Một cây cần rút dây trong nha. Một cây cần ráp khúc dây trong ạ. Mã số 4 là một cây cần dây trong 2 ngọn mà ráp khúc nha mấy anh. Đấy. Chiều dài là 2m1, một cái ngọn là độ cứng 30, một cái ngọn là 50 nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. Đây. Cây này cầm rất là chắc tay ạ. Đầu bu còn đẹp hết cho mình luôn nha. Đấy. Cái ngọn 2 ly 6 thì độ cứng sẽ là 30 nha, còn cái ngọn 2 ly 7 độ cứng là 50 nha mấy anh. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Đấy. Tem còn đầy đủ hết nha. Cây này độ mới gần như là hoàn toàn nha, hoàn hảo luôn ạ. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Cây này đẹp quá ạ. Cái cần mã số 4 em bán với giá là 680k thôi nha. 680k ạ. Mã số 4 680k nha. Đến với cây cần mã số 5 là một cây cần lua. Chiều dài là 1m8 ạ. Cây này nó có cái ngọn là 2 ly, trọng lượng là 114g nhé. Cứng là ML ạ. Khoen bát hãng hết cho mình ha. Vàng khoen loại xứ nha. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nha. Chiều dài 1m8, độ cứng ML. Ngọn 2 ly ạ, trọng lượng 114g. Em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé. 250k cho cây cần phôi carbon này ạ. Đến với cây cần mã số 5 rồi ha. Bây giờ đến với cây mã số 6 này. Mã số 6 là một cây blend. Đấy. Tay cầm cán mút nha. Đấy. Vàng khoen bát hãng luôn nha mấy anh. Cái phôi là phôi carbon cho mình luôn nè. Cây này thì nó có cái ngọn là 2 ly mốt và trọng lượng chỉ có 110g nha. Vàng khoen loại sứ còn sáng trưng hết cho mình luôn ha. Đấy, phôi carbon này.
Cái này nó có độ tải mồi là tầm khoảng 3.5 tới 14 gram nha, tải cá từ 5 tới 10 kg nha, độ cứng là ML, chiều dài là 1,8 m ạ. Em bán với giá là 250k cho cây cần mã số 6 này nhé. 250 cho cây cần này ạ, 250k. Mã 6. Mã số 7 ạ, là một cây cần có chiều dài 2,1 m, một cây cần lô bạo lực nha, câu ngâm và câu lăn xê rất là ok. Độ cứng là tầm khoảng 50 cho tới 80 à, tải mồi từ 70 cho tới 100 g nha, vàng khoen loại sứ phát quang cho mình luôn ạ. Ngọn là 3 ly 4, trọng lượng là 244 g nhá, màu ombre giữa màu xanh và màu cam rất là đẹp ạ. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nha mấy anh. Chiều dài 2,1 m cái bát đi, nhìn nè, bát kim loại rất đẹp nè, tay cầm cán mút ha. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 190k một cây cần trophy, chiều dài 2,1 m, cứng 50-80 nha, tải mồi 70 cho tới 100g rất là ok. 190k mã số 7. Mã số 8 là một cây Wind Dragon nha, thiết kế dạng khoen nòng súng ạ. Đấy, chiều dài là 2,4 m nha, độ cứng 60 cho tới 100, sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok. Vàng khoen loại sứ hết cho mình luôn nha. Ngọn là 3 ly 6, trọng lượng là 206g. Đấy, phôi carbon xoắn cho mình nha, carbon xoắn toàn thân cho mình luôn ạ. Đấy, bát này, một cây cần câu sông ha, câu cá lớn cho mình luôn ạ. Cây cần mã số 8, chiều dài 2,4 m, em bán với giá là 390k. Mã số 8, 390k. Mã số 9 ạ, gửi đến mấy anh một cây cần có chiều dài là 2,4 m, sử dụng dây PE từ dây 0.6 đến dây 1.2 nha. Đấy, cây cần lua có độ cứng là ML nha mấy anh, phôi là phôi carbon xoắn ở cái ngọn nha, đây này cái ngọn xoắn nha, bát nha, vàng khoen bát hãng nha mấy anh, vàng khoen loại sứ này, vo tròn chống xoắn dây và chống mài màu dây cho mình luôn nha. Ngọn của nó là 1 ly 8 ạ, trọng lượng là 148g ạ. Cây cần mã số 9 ạ, mã số 9 em bán với giá là 590k cho cây cần này nhé. Chiều dài là 2,4 m, độ cứng ML 590k ạ. Mã số 9. Mã số 10 cũng là cây cần 2,4 m luôn ạ. Đây này, cây này nó có chiều dài là 2,49 m nha, sử dụng dây PE từ dây 0.6 tới dây 0.1 rất là ok. Cây này là hàng Việt Nam xuất Nhật nha mấy anh. Đấy, độ cứng mờ nha mấy anh, cây này độ cứng mờ ạ. Vàng khoen bắt hãng luôn ạ, vàng khoen loại sứ nè, bo tròn chống xoắn dây và chống mài màu dây cho mình luôn nha. Đấy, bát là bát Fuji luôn, vàng khoen Fuji loại sứ nha, vàng khoen Fuji loại sứ xích nha mấy anh, rất là đẹp ạ. À, bát là bát Fuji luôn nha, hồi nãy em đọc lộn bát hãng nha mấy anh. Đấy, chiều dài là 2,49 m nha. Đây này, đến từ hãng Dawa nha, hàng Việt Nam xuất Nhật ạ. À, tem vàng còn đầy đủ hết nha, trọng lượng là 117g, ngọn là 2 ly 1 nha. Cây cần mã số không, à, đến xem 4 5 6 7 8 9 10 ạ. À, cây cần mã số 10 em bán với giá là 890k nha. Mã số 10, 890 ạ. À, mã số 11 là một cây cần lua 3 khúc nha mấy anh, một cây cần lua 3 khúc, chiều dài là 3,3 m nha. Đấy, tải mồi từ 10 cho tới 40g nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. À, rất là đẹp ha. Cây này nó có cái ngọn là 2 ly 1 ạ, trọng lượng là 305g nha, vàng khoen Fuji, vàng khoen Fuji loại sứ nha. Đấy, bát là bát Fuji cho mình luôn ạ. À, phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, vàng khoen Fuji loại sứ xích nha mấy anh, bán là bát Fuji cho mình luôn ạ. À, tay cầm cán gỗ bần nha, chiều dài là 3,3 m. Cây cần mã số 11 và em bán với giá là 1.350k cho cây cần này nhé, 1.350 nha mấy anh, chiều dài là 3,3 m, tải mồi từ 10 cho tới 40g nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. À, mã số 11 ạ. À, 1.350 ạ. À, mã số 12 cũng là một cây cần lua 3 khúc luôn, đến từ nhà Ryobi ạ. À, cây này nó có chiều dài là 3,6 m, độ cứng là L nha, hàng Korea xuất Nhật luôn nha mấy anh. Đấy, tay cầm cán gỗ bần luôn nè, bát là bát Fuji ha, vàng khoen Fuji loại xích luôn nha, loại sứ xích cho mình luôn ạ. À, đấy, cái loại sứ xích này rất là sáng bóng cho mình luôn nha, rất là đẹp, cây này quá là đẹp luôn ạ. À, độ mới thì còn tầm khoảng là 90% ạ. À, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nha.
Trọng lượng của cây cần này là 252 g, ngọn của một ngọn chỉ 1.4 ly thôi nha mấy anh, độ cứng L ạ. À. Đấy. Cây cần mã số 12 ạ, à, em bán với giá là 1.250.000 cho cây cần này nhé. Mã số 12, 1.250.000, một cây cần 3 khúc chiều dài 3m6 nha. Cây cần lùa 3 khúc ạ. À. Mã số 13 ạ. Mã số 13 cũng là một cây cần lùa 3 khúc luôn, nhưng mà chân gôn nha, vàng khoen loại sứ nè. Đấy. Cây này thì nó có chiều dài là 3m6 nha, độ cứng L cũng là hàng Korea luôn nha. Ngọn là 2.1 ly và trọng lượng là 270 g nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn ạ. À. Đấy, foil là foil carbon này ạ. À. Màu nước sơn ánh tuyến rất là đẹp ạ. À. Vàng khoen Fuji chân gôn đây. Tem vàng còn đầy đủ hết nha. Tay cầm cán gỗ bần nha. Bát là bát Fuji luôn ạ. À. Hàng Korea xuất nhập chiều dài 3m6, độ cứng L. Đấy. Cây cần mã số 13 em bán với giá là 1.250.000 luôn nha mấy anh. 1.250.000 một cây cần 3 khúc ạ. À. 1.250.000. Mã số 14 ạ. À. Gửi đến mấy anh một cây Yamaha Blend, hàng nội địa Nhật nha. Đấy, foil carbon xoắn ít 2 da luôn. Bát là bát Fuji nha. Em đọc lộn nha mấy anh. Bát là bát C14 cộng nha. Đây, trên cái bát nó có in chữ Yamaha luôn nè. Vàng khoen Fuji nha. Fuji Gold, Fuji Sigon nha mấy anh. Vàng khoen Fuji Sigon. Ngọn là 2.3 ly, trọng lượng là 208 g nha. Foil carbon xoắn ít toàn thân cho mình luôn mà 2 da luôn ạ. À. Đấy, rất là đẹp nha, độ mới cao không lỗi lầm cho mình luôn ha. Cây này quá xá đẹp luôn ạ. À. Đấy, Yamaha Blend hàng nội địa luôn. Foil là foil carbon nha. Chiều dài là 2m7 nha, độ cứng là MH ạ. À. Tải mồi từ 30 cho tới 60 g nha, mình tải ngay thật mình lua luôn cũng được ạ. À. Sử dụng dây PE từ dây số 1 tới dây số 3 nha. Cái foil này rất là ok nha, cầm trên cái tay này rất là chắc chắn nha. Đấy, đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha mấy anh. Cây cần mã số 14, chiều dài 2m7, độ cứng MH ạ. À. Em bán với giá là 1.450.000 nha. 1.450.000 cho cây cần mã số 14 này ạ. À. Mã số 15 em có một cây cần sưu tầm nha mấy anh. Đấy, hàng phiên bản giới hạn cho mình luôn ha. Cây cần đến từ hãng Shimano Z1 nha. Bát là bát Fuji nha. À, foil là foil carbon cao cấp cho mình luôn ạ. À. Đấy, vàng khoen Fuji Six nha. Cây này đẹp quá ạ, à. Cái foil đẹp lắm luôn ạ. À. Đấy, cây này là hàng hiếm nha mấy anh, hàng hiếm luôn ạ, à. Rơi vào hàng VIP ạ. À. Chiều dài là 3m09 nha, độ cứng là MH ạ. À. Cái foil carbon cao cấp cho mình nha mấy anh. Cái khoen này, khoen to ha, Fuji nè, Fuji Six cho mình luôn ạ. Trọng lượng của cây cần này là 205 g, ngọn là 2.2 ly nha. Ngọn là 2.2 ly ạ. À. Chiều dài là 3m09 ạ. À. Foil carbon cao cấp, vàng khoen Fuji Six nha. Độ cứng là MH ạ. À. Trọng lượng là 205 g. Đây, nó có thông số đầy đủ cho mình hết trên này luôn nha. Đây. Medium heavy nha. Tải mồi mát là 60 g nha, sử dụng dây PE từ dây 0.8 đến dây 2.5 nha, sử dụng dây ni lông thì tải mồi từ tải cá tầm khoảng 5 cho tới mười mấy ký luôn nha mấy anh, 12-13 ký luôn, rất là ok ha. Đấy. Cây cần mã số 15 em bán với giá là 5.500.000 nha mấy anh, hàng hiếm mà hàng VIP nha. 5.500.000 ạ, 5.500.000 cho cây cần này nha. Đấy. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình nha. Hoặc là Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá ạ. À. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. À.